Chào các bạn ơi, ở nhà mình có đậu hũ trắng và mắm đậu, thử làm món một một cái món mắm chưng chay như mình ăn thử xem sao nha các bạn. Cái món này là những người trong gia đình mình ăn mặn cũng thích luôn. Chỉ cần một trái dưa leo hoặc một trái cà chua là được một bữa cơm chay ngon lành rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng đồng hành nha. Nguyên liệu bao gồm 3 miếng đậu hũ trắng này các bạn. Đó. Nửa muỗng bột nêm, một ít tiêu và một muỗng đường, một muỗng bột bắp hay dầu điều. Đây là mắm mắm đậu mà mình ăn còn một miếng mình bỏ vô nè. Lát mình cho phần nửa cái phần này thôi nha các bạn, nó mặn lắm. Và cái này là bơ đậu phộng tăng độ béo. Làm đồ chay mình hay bỏ bơ đậu phộng, một ít nấm kim châm, ớt, củ hành tím, hành và ngò nha. Bây giờ mình sơ chế tất cả cái thành phần này lại nha các bạn. Mình lấy một cái thau. Trước hết là mình rửa sạch rồi, 3 miếng đậu hũ mình rửa sạch rồi ha. Trước hết mình bỏ nó vô đây. Vô đây ha. Mình sắc nhuyễn những cái thành phần này ra. Nấm nè, sắc nhuyễn nè. Nấm kim châm nha các bạn. Sắc mình bỏ vô cho nó có chất xơ và nó ngọt. Nấm này mình ăn nó dễ ngủ lắm, nó tránh trầm cảm đó các bạn, chống lão quá, chống ung thư. Rồi mình bỏ vô đậu hũ này luôn nha, bỏ vô cái thau này luôn. Sắc nấm xong rồi mình sắc hành lá và ngò rí, sắc nhuyễn nha các bạn, bỏ vô cho nó thơm. Thì nói chung mình chưng mắm thì nó phải có cái vị mắm, còn topping mình đi theo cái gì cũng được nha. Đậu hũ và mắm mắm đậu đó cũng làm bằng đậu nành. Mình muốn bỏ nấm tươi thì mình bỏ cho nó ngọt nó ngon. Rồi sắc ớt ra luôn ha, ớt này là ớt không cay nha các bạn, cho nó có màu sắc thôi. Sắc củ hành ra. Cho nó thơm, mình hết hành phi rồi. Chứ nếu mình có hành phi thì mình bỏ hành phi vô thì nó ngon. Còn nếu bạn nào ăn hành không được thì khỏi, cho qua cái khâu này nha. Bây giờ mình trở lại đây. Trở lại đây cái mình lấy cái bao tay nha, mình bóp. Mang găng tay vô nè, bóp cái đậu hũ này ra. Bóp ra nha các bạn, bỏ gia vị vô, hết gia vị hồi nãy mình đường bột nêm và tiêu đó, ớt mình bỏ hết cái phần này vô, rau thơm bóp luôn. Chưa đâu, bây giờ mình cho vô đây một chút xíu. Này nó có mặn rồi nha các bạn. Này mà mặn ngọt đó, chừng nửa muỗng bơ đậu phộng.
cho vô mình nhồi luôn ha. Rồi nửa muỗng mắm đậu nành. Cái này nó mặn lắm. Có cái này nó mới giống mắm nha các bạn. Có đậu nành vô nó mới giống mắm. Mắm đậu đó, ta gọi là mắm đậu. Mình bóp lên, nhồi lên cho tan. Nó dậy mùi rồi đó. Nhưng mà cái bơ đậu phộng thì nó làm cho có độ béo. Chắc mình bỏ hết mắm vô quá các bạn, để rồi cũng không làm gì. Còn ít. Bỏ vô cho nó có độ mặn mà. Nó có cái màu đẹp nữa. Có mùi. Nếu các bạn không có mắm đậu thì các bạn làm chao vẫn ngon nha. Mình nhà mình có mắm, hôm nay mình làm món mắm chưng. Rồi. Để này qua bên. Bây giờ mình trộn đều xong rồi, nó vừa ăn lắm nha các bạn. Mình bỏ ra cái tô này. Có mắm đậu là nó có mùi mắm à. Nếu các bạn không có mắm đậu thì mình làm chao cũng ngon nữa, chao ngon á. Nó cũng ngon lắm. Mình lấy cái tay mình đè xuống nha. Đây là một muỗng bột bắp, mình cho vô một chút xíu nước mình hòa tan nha các bạn. Hòa tan cái muỗng bột bắp này lên với nước. Và đây là dầu, dầu điều nha. Dầu điều mình thắng sẵn, mình để như vậy để dành kho cá kho đồ đó các bạn, lúc mình cần nó có. Mình đánh hỗn hợp và lên trên cho nó đều lên ha. Quét lên đây. Mình dùng cọ mình quét cho nó ngon nha các bạn, nó dễ. Ớt một lát xong rồi mình để lên cho nó tươi, chụp hình cho nó đẹp. Xong một cái chén mắm chưng chay của mình rồi đó. Mình đã làm nhiều lần và ăn được khen đó nha các bạn. Rồi mình đem mình chưng thôi. Nó dầu nó chảy xuống đó.